100% Phật pháp nó không có gì xa vời, là cuộc sống hàng ngày, là cuộc sống hàng ngày. Những cái gì mình không muốn thì đừng đem cho người, những cái gì tổn hại mình thì đừng đem đưa cho người khác. Sống với nhau giữa vợ chồng anh em gia đình có sự thương yêu giúp đỡ nhau, cũng như trong chùa của mình giữa con người thương yêu con người trong đây vậy đó. Những đức ma thấy đúng là mình đi tu, mình mừng vô cùng khi mình có được một cái đoàn thể. Quý vị biết rằng trong chùa mình các cụ bệnh đau, tại sao mà các cụ trong chùa mình bệnh đau rồi thử hết, rồi các cụ không có bị ảnh hưởng gì bao nhiêu hết chứ quý vị? Là sao quý vị biết không? Vì người ta an tâm quá. Khi bệnh đau một cái là quan tâm từng chút hỏi han, lo lắng cho nhau, ẩm nhau, đi vệ sinh đồ này kia. Chưa bao giờ có một cái tâm mà lo sợ cái chuyện mà nghĩ ngợi cái gì chứ. Tại vì sao? Vì bây giờ người ta bệnh đau mình lo cho người ta, mai mốt tới mình bệnh đau người ta lo cho mình. Cuộc đời có qua có lại mới tỏi lòng nhau. Bây giờ người ta bệnh đau mình sợ người ta, mai mốt tới mình bệnh đau người ta sợ mình. Bây giờ mình bỏ người ta bệnh đau cô đơn, mai mốt tới mình bệnh đau mình bị cô đơn thì sao? Nên cuộc đời con người phải giúp con người thôi à. Nên nó Phật pháp là gì? Phật pháp là con người giúp con người quan tâm con người lo lắng cho con người. Có cái cô đi đến chùa mình có nói thầy, thầy con vừa bị bệnh này thầy sợ không thầy? Nhớ Đức nói đố mà sợ, làm gì phải sợ. Cô có sợ Nhớ Đức không? Nói con này không sợ thầy đâu, sợ lắm á, đáng sợ lắm á. Nên trời, bệnh đau làm gì phải sợ. Chúng ta có cái nghiệp gì thì chúng ta ở như vậy thôi à, chứ làm gì chúng ta phải sợ. Nên khi mà có nhiều người nói con mà nói chuyện với ai mà con thấy ai ho cái là con thấy sao nó có một cái gì kỳ dãy kỳ thầy ơi. Nhưng Đức nói sao mà kỳ được cô, con người mà có khi chúng ta cũng ho hen chứ, tại sao mình đi đối xử vậy? Có khi không lẽ bây giờ Nhân Đức nói chuyện với cô, Nhân Đức ho mấy tiếng cái cô kỳ Nhân Đức, nó thầy thì khác, nó không có khác được. Ai cũng là như nhau thôi, ai cũng là một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai con mắt, hai cái lỗ tai chứ. Chứ không lẽ Nhân Đức có hai cái miệng. Hiểu không? Thôi, chúng ta là người tu hành, cô ơi cô. Cô tối ngày có sợ quậy trở. Bây giờ có ngày cứ lo cái này lo cái nọ, tại sao ngày hôm nay chúng ta sống không sống cho đặc biệt ngày hôm nay đi quý vị? Sống ngày hôm nay cho đặc biệt. Lâu lâu la một cái. Thử giọng. Hiểu không? Đừng có nói mai mốt hả, hả sống đặc biệt. Ngày hôm nay là ngày sống đặc biệt. Nó thử giọng được rồi đó. Thấy không? Nên ngày hôm nay là ngày sống phải biết cười. Đừng có mà không biết cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ngày nay là phải biết cười. Ăn ngon ăn dở gì cũng phải cười. Phải tập gì đi. Trong chùa mình, cái quan niệm của chùa mình là gì? Là niềm vui. Ừ, niềm vui là quan trọng nhất. Bữa nay người ta cúng dường thanh long bởi vì tội nghiệp người ta không? Người ta trồng mà được cái trái thanh long vậy mà bây giờ bán không được mà nó rẻ quá luôn. Trời ơi, tội nghiệp vô cùng, quý vị nghĩ đi. Bây giờ chúng ta bỏ công mà chúng ta cầu trồng một cái trái gì đó mà bây giờ mà bán không được, không thu hoạch được. Nghĩ đi, khổ cỡ nào không? Nhưng biết tu không khổ. Vì sao? Vì chồng bán không được đem ra đây đưa cho những đức cho giùm cho. Trời ơi, bán không được đem những đức đưa cho giùm cho. Ồ, thấy vậy đó nghe. Đem đi cho giùm vậy đó nghe. Mà cho người ta vậy đó nghe. Nhưng mà nó hội tụ phước sau này sẽ gặp cơ hội à. Yên tâm. Nên từ hôm nay mà ai mà chồng cái gì mà bán không được đem ra đây, tôi bỏ công cho giùm cho. Mà công nhận cái chùa mình có duyên cho đồ thứ ghê chậu. À, sao cho cái gì cũng hết trơn à, ngon lành lắm. Không cho đồ cũng phải có duyên nha quý vị. Có cái miệng giới thiệu đồ ngon lành á. Quý vị cứ nghĩ đi, cái trái thanh long này của nhà người ta bán không được, mà thanh long tươi ngon trên cây mới bẻ xuống, mà đem đến chùa mình mà để vào ngôi tam bảo mình cái trở thành thanh long tam bảo. Rồi. Ghê vậy. Thầy thanh long ngoài nhà con nhiều lắm thầy. Không, nhà cô thanh long nhiều mà thanh long này khác ở nhà cô. Không, thanh long này giống hết nhà con à. Nó khác, nó khác, cũng y tâm cô tin khác đi. Khác chỗ nào thầy? Thanh long này là thanh long chứ gì đâu khác. Nó khác là thanh long nhà cô, không có nói thanh long tam bảo. Còn thanh long ở đây gọi là thanh long tam bảo, cô hiểu không? Nó đã là tam bảo, nó dính vô là cái này nó khác liền, không có nói vòng vo chứ nghe không? Nó, cô biết rằng là bao nhiêu người đi về chùa mình tu mà đem trái cây chùa mình mà đem về nhà vậy mà từ từ chồng con biết tu đó, cô tin không? Không tin hả?
Ủa có không thầy? Sống có. Ủa là trời, bao nhiêu người ăn cái đồ ăn trong chùa mình mà tu hết trơn đó cô biết không? Ủa ghê vậy hả thầy? Sống ghê. Cô biết rằng cái đồ ăn người ta để trong chùa, cô biết hồi tối nhà Đức cầm mấy ly nước ở ngoài thì cho thanh long chưa? Ủa thầy làm gì thầy? Làm gì hỏi gì à? Lấy nước gắt lên vậy chút. Làm gì? Vậy đó mà người ta gì người ta ăn một khát là kết duyên đó, chứ không có giỡn đâu trời. Với một nữa là cái gì quý vị biết? Cái cổ của Tam Bảo nó đã dính cái cổ Tam Bảo là người ta. Ví dụ như quý vị đem về nhà đi, đem về nhà đi, tự nhiên gia đình của quý vị ăn, quý vị nói với ông chồng với con cái, thanh long này thầy cho. Nghe cái tiếng thầy cho, ở trong chùa cho. Họ vừa ăn từ từ cái họ mới cảm tình. Cảm tình cái gì? Chùa cũng được ghê ha. Vợ con đi chùa cấp đi tới giờ về cũng dễ thương. Mà đi đến chùa lúc nào thầy cũng chó này ghê, cũng nhận thầy cũng dễ thương ghê. Thế bữa nào lại thăm thầy một chút coi. Con người bình thường thì biết rằng cái cho ta ăn hoài từ từ bữa nào tự nhiên ông mua cái đồ nói em bữa nay em đi chùa cho anh gỡ cái này đem lại cúng dường Tam Bảo giùm cho anh. Thầy cứ cho đồ hoài mà mình không gỡ gì là gì chân kỳ của em ơi. Thấy không? Thấy dính rồi đó. Dính rồi đó thấy chưa? Cái cho đồ hoài từ từ người ta đem đồ người ta kêu cho Tam Bảo á. Nên cứ đem cái đồ của Tam Bảo này về nói anh thầy cho. À, thầy cho để ăn miếng coi. Vài bữa mua cái gì đâu biết nữa. Cái bữa con không có cho nữa. Đi tu về mua cái gì cầm gì cái này. Anh thầy cho. Cứ thầy cho viết đi rồi quý vị sẽ thấy à. Dính liền. Nó chào thầy mà được cái ghê chào. Đâu mà lần nào em đến chùa thầy cũng cho chứ ngộ ý. Ồ thầy được lắm á anh ơi. Thầy cho đồ nhiều lắm. Thấy không? Vậy đó mà từ nó cảm tình. Cảm tình. Nó bây giờ một con người mà người ta ghét quý vị vô cùng ghét luôn. Chỉ cần quý vị giải được cái tâm quý vị nghe, khi người ta đang ghét đừng có đem đồ cho người ta. Mà nhờ người khác thân với người này đưa đồ cho người này để cho giùm mình. Cứ đưa đồ cho người này cho giùm. Đưa đồ cho người này cho giùm. Vậy đó mà cho giết quá giải hận thù. Lạ vô cùng vậy đó. Cái vô hình chung của nội tâm này nó quá giải tức khắc, nó quá giải nghiệp liền à. Đây là những đức áp dụng qua rõ ràng rồi nè. Nên từ nơi đó mà nó xuyên qua từ cái tâm nó quá giải cái nghiệp quả với nhau. Nên từ nơi đó mà quý vị một cái món đồ trong ngôi Tam Bảo mà khi tặng cho mình cầm về hoan hỷ cầm về. Nó con cháu gia đình cho họ ăn. Mà bữa nay những đứa kêu để cái bịch thanh long nhiều lắm á. Tại thanh long nhiều quá bỏ bọc đầy luôn. Mới đem đến hồi tối á. Cái vàng thanh long này tới 3 đợt đó nè. Đợt với hổm là cách nay 5 ngày là để ngay gốc cây nó được trong chùa 5 ngày ha. Đợt thanh long thứ 2 là nó ở được 2 ngày. Còn cái đợt thanh long hồi tối á là để ngay chăn cái cây xài á. Là mới hồi tối nó đem lại hình như 4 tấn mấy 5 tấn quý vị. Đó. Nên chia ra bịch chứ hồi sáng chở đi cho bà con chòm sớm dòng họ làng sớm luôn cho người ta hết trơn rồi đó. Rồi còn vậy đó, rồi chút á, khi vô đây ăn cơm xong ra người cầm bịch về. Mà thanh long ở để ăn lai rai được nữa. Nhà có tủ lạnh để ngoài gì cũng được không sao chứ. Cứ ngày ăn trái hay trái lai rai chơi vậy đó. Đó, vậy đó. Cứ đi đến chùa chúng ta có thì chúng ta tặng nấy vậy đó quý vị. Nó bắt đầu là qua cái tuần này cái bắt đầu là chùa mình chuẩn bị nè. Chuẩn bị cái gì? Chiên sườn chay. Chiến này là chiên sườn chay dữ dằn đó nha. Nó đánh chặn 3 ngày mà. Nó rồi những đứa coi nếu mà được những đứa dựng một số gạp. Như gạp đám cưới vậy đó. Ừ, tại vì cái ngồi đông người mà người ta về mấy ngày đây người ta nằm ngủ đâu. Nó về nhà cái đập chứ rồi. Nó cấp trước thì còn mấy cái nhà ăn nằm đồ tứ tung đúng không? Bây giờ mấy cái nhà ăn vớt be te tua chứ rồi, bụi bặm không đâu nằm được đâu. Bây giờ coi đặt số gạp mà che đồ cho người ta. Đó. Mà che cái gì không có ai nằm chứ mắc cỡ chết. Nên từ nơi đó mình cũng phải lo lắng vậy đó quý vị. Ý những đứa muốn nói rằng là con người chúng ta có phước là chúng ta niệm vì người mà ra. Tại sao mà tự nhiên một thanh niên hư hỏng ngoài đời này tự nhiên đi vô trong ngôi Tam Bảo cái tự nhiên đi nghĩ lo cho người ta không à? Sao lạ vậy trẻ? Không có đọc kinh giáo, không có học gì trơn á, tự nhiên đi vô niệm Phật không à? Mà niệm Phật viết rồi tự nhiên nghĩ ngợi cho người ta không à? Sao lạ hả? Vậy thì tất cả những người mà nghe Phật pháp này chỉ cần chân thật niệm Phật
là dù một con người tính tình hẹp hòi ích kỷ cỡ nào, từ từ cũng tâm lượng cũng rộng ra. Nhớ nghe, trong kinh giáo Phật nói tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Rõ ràng từ khi những đức đi tu tới giờ là phát ra tâm lượng lớn nè. Nói quý vị coi, nếu không phát ra tâm lượng lớn mà rủ người ta về lại 1500 danh hiệu hả? Đâu có kêu người ta về cho tiền đâu. Ai mà suy nghĩ gì trời. Nó, nên từ nơi đó mà cái tư tưởng, cái chương trình này những đức nêu lên trên mạng là nói là quý vị Phật tử mỗi người rủ được một người là có công đức một người. Rủ được 10 người là ngon 10 người. Cứ rủ đi. Mỗi người cứ thuê xe rủ chồm sớm rồi kéo lại ao 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 lại. Nhất là mấy ông nào mà thật sự mà nói mà nhậu nhẹt đồ, hoặc là hư hỏng đồ con cái này kia đồ. Cái dịp này mà cái dịp đến lại để mà nguyện cầu được nè. Khỏi đi chỗ này chỗ kia xa chi lỡ đây lại. Lại đủ 1500 danh hiệu đi. Có bà kêu nói trời thầy thầy, con thì cũng muốn lại lắm mà sao con nghe 1500 danh hiệu con sợ quá thầy ạ. Nói cô đừng có lo, không có sao đâu. Trời ơi, cái bà già 80 tuổi trong chùa mình mà bảo còn lại được 1000 lại mà cô sợ gì. Cô lễ đi, cô lễ là phải re, càng lễ càng khỏe. Lúc mà những đức vừa sướng xong mà cô cứ là hết lòng hết dạ, Quán Thế Âm Bồ Tát, cô cứ làm hết mình đi. Như vậy đi rồi từ từ rồi cô sẽ thấy nó tát giết mà cái nghiệp của cô không còn miếng luôn. Tại sao mà mấy cái bà mà giờ về đây mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà từ từ mới bán hiền, tát giết mà làm gì mà không hiền. Bây giờ đi mấy cô đi lễ thử 1500 danh hiệu đi, tự nhiên mấy cô lễ xong rồi nghe, rồi mấy cô thấy mấy cô đi như bay vậy đó. Này này, chứ đức lễ cho đức biết nè, mấy thằng trai trẻ trẻ nè con, cái chuyến này là cơ hội để cầu an cho cha mẹ tuổi trẻ. Cái chuyến này nghe, phát tâm về đây thanh niên đồ cho già người ta còn lễ được mà, về đây thử thử sức mình coi. Thử sức mình với cơ hội, bà nào mà buồn phiền chán nản, ông nào mà buồn phiền chán nản, nhiều tâm sự trong cõi lòng rồi, nó chuyến này về đây là những đức. Những đức cho cơ hội ở kế bên luôn. Những đức mà cứ là nhất tâm đảnh lễ xong một cái là cứ ở dưới làm dùm tiếng thôi, Quán Thế Âm Bồ Tát. Có là quay khuyên một cái bà đó, bà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà cái tướng mới ngộ lắm. Bà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, quay cái đầu quyền lên nhìn cái mặt của bà, chào chào cái bà đây, cái bà đây bà, quay mà thấy cái mặt bà mà lễ chứ mặt mình chứ sao mà mình mệt được, bà lễ gì mà ngủ ghê, Quán Thế Âm Bồ Tát, kêu đó, không mà mọi người có cái tướng ngộ lắm nghe, mọi người có cái tướng rất là lạ, nên ông mà điệu sao mà nó khí thế nhất là gì, Quán Thế Âm Bồ Tát, kinh chứ đừng có Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhìn cái dáng này chú thế nào cũng mất tiêu cái chỗ đó, kỳ cục cái lắm, mấy cái tướng mà bỏ cuộc rồi mấy cái tướng gì không à, Quán Thế Âm Bồ Tát. Một chút xíu là bỏ cuộc mất tiêu, còn cái tướng này là không bao giờ bỏ cuộc, nên những đức chỉ bị cái tướng mà lễ không bao giờ bỏ cuộc vì đã phát nguyện rồi. Cái quan trọng là phát nguyện, đừng bao giờ sợ lễ không được. Có gì đâu, gì đâu mà lễ không được, chợ gì đâu mà lễ không được. Nó bây giờ cái tướng mà lễ được là cái tướng gì nè, Quán Thế Âm Bồ Tát. Sao Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà cái lúc mà nó mệt và thở hào hển đó đó quý vị, mà khi lại số một lại cái là nhìn con người mình đó nghe, trời nó cảm giác như giống như là cảm động mà cái lúc mà càng cảm động chừng nào mà càng niệm nghe, Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó càng cảm động là nó niệm ra vậy đó. Còn cái người á mà họ lễ họ không cảm giác là gì nè quý vị, Quán Thế Âm Bồ Tát, không có cảm giác. Nên lễ là cảm giác là như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy đó. Trời ơi, vậy nó làm cho mình con người mình nó làm động thăng, nó làm nó hứng lên. Đúng không? Hoặc là mà lễ đến cái mức mà gần xong mà phê, đúng không? Phê đúng không? Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình
mình nó cũng làm cho người ta hứng biết sao quý vị. Thật sự luôn á, có khi những đức cũng biết cách đó nghe. Ở phía trước những đức nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều A, mình làm nè, mình đưa cái micro kế cái miệng mình làm nè. Mấy bà Phật tử biết sao, nói thầy thở quá tội nghiệp quá. Thầy thở gì đâu mà thấy ghê, tội nghiệp thầy quá. Trời trời, tôi tính bỏ đi tiểu rồi mà tôi nghe thầy thở tôi kêu tôi nghĩ đi tiểu luôn. Ừ, ngộ vậy đó. Có cái bà kêu anh nói trời trời thầy ơi, con cái lễ con nói con lễ nghe dài lễ đó con nghĩ thầy vậy mà chút con lễ dài lễ xong cái tự nhiên con nghe thầy làm nè. Thầy thở hồn ảnh nó, thôi thôi tao nghe thầy quá. Trời ơi, ổng lễ kiểu này mà mình bỏ đi xong mà thấy tội nghiệp ổng quá rồi cố gắng. Không nhiều cái đó quý vị, ngộ lắm á. Nên trong cái lúc mà những đức lễ, những đức điều tiết nó nhiều cách lắm. Nó làm cho người ta hừng hực tâm lên vậy đó. Trời ơi, nên cái chương trình mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm này đúng là trong cái pháp hội này đúng là pháp hỷ sung mãn, nó thiệt. Dù ngồi trong đó chăng nữa cũng thấy thích thú. Cái lượng người nó ào mà ngồi không được. Ngồi không được. Nên cái người mà mới đi đến lại lựa sau lưng cái bà già. Trời mà cũng phải may mắn gặp bà già mới chịu lễ. Gặp bà già là biến lễ, mình ngồi sau lưng quá chắc mình tiêu luôn quá. Đúng không? Đó. Lựa bà già nào mà lễ ngon á, ngồi sau lưng bà. Không mà không có cái ngon nào bằng mình phát nguyện hết chứ quý vị. Phát nguyện là chắc chắn nhất rồi. Nên quý vị thấy không, những đức mà bị bệnh mà những đức còn hừng hực vậy quý vị thấy không? Tâm lực quan trọng không? Nói con người đâu nói bệnh khỏe gì, tâm lực là quan trọng. Nên tất cả con người ngồi ở đây và khắp nơi mà nghe công đoạn này nhớ nghe. Con người chúng ta không có thiếu lửa. Đừng bao giờ để mình thiếu lửa. Nào cũng vậy, người ta không có nhìn được mình nghèo hay giàu. Lúc nào người ta thấy mình cũng hừng hực cái tâm đó chứ nghe. Chứ đừng có nói mà lúc có tiền nè. Lúc không có tiền. Heo queo. Mình có tiền cũng vậy chứ nghe. Cũng hừng hực cái tâm lên, mình là người tu mà biết không. Bệnh đau gì, bệnh đau thân thể, người lửa trong tâm á. Hừng hực vậy đó. Phật A Đà rước con đi, Phật A Di Đà ơi, con bệnh đau Phật rước con đi theo ngài liệm, dòng dò chứ. Phật A Di Đà hỏi vậy còn chồng con sao, kệ nó. Về với ngài thôi à, nó dòng dò hết chứ Phật ơi. Còn bây giờ là con bệnh đau con thấy rồi. Lúc thương nhau á, thương anh em quá trời luôn. Vậy đó mà bây giờ con bệnh đau nó có phụ con chút xíu bệnh đau nào đâu. Con tự chịu không à. Con thở không nổi nó cũng cho con hơi thở nào đây. Nên thôi Phật rước con đi chứ con không có nói dòng do chồng con bây giờ ở đây nữa. Còn mai mốt khỏe là thì tiếp tục lo gia đình nữa. Đúng không? Khỏe lo gia đình nữa, còn bệnh đau một cái là gì? Con đi theo Phật A Di Đà nó dòng do. Nó ngồi kế bên hỏi em bây giờ em muốn theo Phật A Di Đà. Ừ. Nó, em chỉ muốn đi theo Phật A Di Đà thôi. Bụng muốn bỏ anh. Bỏ luôn. Tại ông mà tôi khổ. Nên từ nơi đó phải phát một cái nguyện như vậy cả đời. Nhớ nghe quý vị, đừng có nói mà tới già mới chết, coi chừng chúng ta trẻ chúng ta chết bất tử. Quý vị thấy cái kiếp nạn của cái cuộc đời này quý vị thấy chưa? Thêm một cái nữa là quý vị thấy cái xã hội bây giờ con người mà các nước trên thế giới cái sự hơn thua tranh đấu, quý vị thấy kinh khủng không? Chúng ta có khi chúng ta chưa già chết mà chúng ta bị lũ đạn nổ chết rồi. Từ nơi đó mà lúc nào cũng là cái lúc mà chúng ta hừng hực cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc á chứ. Bây giờ ai mà biết được cuộc đời chúng ta bây giờ quý vị coi mình đang ngủ gì, sống với cái cõi đời này thành trụ hoại không? Đang ngủ như vậy tự nhiên không biết mình ở đâu mất tiêu. Hiểu không? Có khi những đức đang nằm trong phòng, tự nhiên đang ngủ nửa đêm sáng mai thấy cái răng dính toàn ten ở trên lóc nhà. Hồi là trời, thầy Dương Đức nó mất tiêu. Sao còn cái hàm răng không mất tiêu thầy Dương Đức à trời. Cười tối nghe cái ùm mình nổ cái bùm cái tự nhiên sao mất tiêu ông ơi. Nói cho quý vị biết cái cõi này nó như vậy đó. Vậy thấy cái sự hơn thua đấu tranh bây giờ chưa? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta thật sự mà nói cứ lo niệm Phật. Lúc nào cũng cái niệm của mình là thế giới cực lạc. Lúc nào cũng là người dân ở thế giới cực lạc nhớ nghe. Vậy thì buồn ai nữa giờ? Đã là người dân ở thế giới cực lạc vậy buồn ai nữa bây giờ mà bệnh đau gì, chết chóc gì, không sợ gì hết chứ. Luôn luôn giữ cái tâm trạng mình thoải mái tự tại để mà sống. Một ngày sống tốt một ngày. Lúc nào thọ mạng đến thì đi về cực lạc.
Chúng ta mỗi ngày niệm Phật mà thấy rõ ràng là cái pháp môn niệm Phật này đó, áp dụng vào cuộc sống đời thường. Nên tất cả những người bình thường thì cũng niệm Phật được, mà những người không bình thường cũng niệm Phật được. Hàng người nào cũng niệm Phật được, chỉ cần chịu niệm Phật thì được lợi ích lớn. Phải nhớ, giống như cô giáo Lưu Tú Văn là một vị mà được Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không rất là tán thán, là người niệm Phật có tiêu chuẩn đặc biệt. Cô nói một câu rằng cô để di chúc lại cho con của cô. Con trai cô cũng để lại một câu A Di Đà Phật. Con gái cô cũng để lại một câu A Di Đà Phật. Nếu như con của cô mà nó biết tiếp nhận và sử dụng câu Phật hiệu này thì cuộc đời cũng như là gặp được của báo. Còn nếu như mà không biết tiếp nhận thì tùy duyên. Chính những đức gặp pháp môn niệm Phật này từ khi đi tu đến hôm nay hơn 13 năm, những đức bảo đảm 100% câu Phật hiệu là báo vật vô giá. Nếu như người mà tiếp nhận được cái pháp môn tịnh độ này, dù là một người thiếu học, không thông minh, khù khờ, chỉ cần người này chịu niệm Phật là chắc chắn người này sẽ được người chờ cung kính. Chắc chắn. Tại vì sao? Vì cái pháp môn niệm Phật này là được 10 phương chư Phật đều tán thán. Người thiếu có phước niệm Phật với có phước, người không thông minh niệm Phật với thông minh, người nhút nhát niệm Phật với dạng dĩnh, người thấy rằng là mình thua xúc mọi người rồi hèn kém đi đâu cũng rụt rè, niệm Phật với tự nhiên tâm trạng của mình trở lại bình thường. Nhưng đức nói một câu Phật hiệu này nếu người chịu mà niệm, khi mà nghe mà chân thật có lòng tin, đây là người đại phước báo đại nhân duyên. Có một đoạn những đức đọc sách chư tổ sư nói rằng người như thế nào là người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên để sanh về thế giới cực lạc. Người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên là người chịu niệm một câu A Di Đà Phật. Nhớ, người chịu niệm một câu A Di Đà Phật là người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên. Và chúng ta cứ đem câu Phật hiệu này áp dụng trong tất cả cái cuộc sống chúng ta đang đối người tiếp vật đi, quý vị sẽ thấy cái lợi ích của nó. Tại sao từ từ những đức chia sẻ Phật pháp mà nó cô động còn câu Phật hiệu? Từ từ mà chùa mình mà chương trình mà nghi thức phóng sanh, những đức chỉ còn cô động có một câu Phật hiệu à. Cúng đi thực bây giờ còn đọc có chút xíu nữa, còn nhiều chỉ còn cô động có một câu Phật hiệu. Vì sao? Vì Đức Phật nói rằng thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Thờ mạt pháp không phải văn tự, mà là thờ mạt pháp chỉ có câu Phật hiệu này giải quyết luôn. Nên càng ngày những đức càng thu gọn tất cả văn tự lại hết luôn. Và chùa mình từ từ rồi những đức áp dụng thờ khóa tu chỉ còn có đúng chương thứ 6, 48 lời nguyện, phát đại thệ nguyện thôi, và niệm Phật thôi chứ không có còn tụng kinh như ngày xưa mà chia ra một bộ kinh chia làm ba gì nữa chứ. Chỉ còn đúng một chương thứ 6, một ngày tụng 4 lần như vậy. Nên bây giờ trong chùa mình ai người ta cũng thuộc cái chương thứ 6 hết rồi. Tới giờ lên tu gọn hơn, chỉ đúng một cái chương thứ 6 xong chúng ta lễ Phật được, gọi là xong thờ khóa tu. Nên những đức ta thấy cái lợi ích của câu Phật hiệu này quá lớn. Nên mình cứ áp dụng và mình cứ gầy dựng lòng tin cho tất cả những người khi hữu duyên chúng ta gặp nhau. Chân thật mà nắm bắt cái cơ hội mà chân thật niệm câu Phật hiệu này đi thì cái lợi ích này lớn dữ lắm. Quý vị coi áp dụng trong cái đạo tràng đông người, chỉ có một câu Phật hiệu và bấm số niệm Phật thôi. Vậy mà bây giờ chúng ta đã gầy dựng phát triển những đạo tràng niệm Phật quá đông. Và bây hởm về những đức chia sẻ, những đức nói lên rằng là nhiều người cư sĩ bây giờ họ rất là đủ duyên nghe. Ngài Hoàng Niệm Tổ ngài nói một câu: thời đại mạt pháp hàng cư sĩ thành tựu nhiều người xuất gia. Từ nơi đó mà hàng cư sĩ bây giờ người ta phát triển vì cái việc mà phiên người niệm Phật đồ nhiều lắm đó, không giỡn đâu. Mà họ rất là đủ duyên nghe quý vị. Hàng cư sĩ mà có thể mượn chùa được,
Người ta có thể mượn chùa, người ta lập ra thờ khóa tu, rồi mượn nguyên một ngôi chùa vậy mà người ta rủ rồi hàng cư sĩ Phật tử đồ này kia là vậy mà người ta tổ chức khóa tu. Nghĩa là cách này làm rất là hay. Có nhiều ngôi chùa người ta xây lên nhưng mà cái thờ khóa tu nó ít ỏi quá, và không có người đến tu, tại lập cái thờ khóa nó tu không được. Như vậy mà hàng cư sĩ có thể người ta lập cái thờ khóa tu gọn hơn, mà rất là tiện lợi, tại vì người ta cũng nghe những đức chia sẻ, rồi người ta lấy nguyên cái thờ khóa tu của chùa mình người ta áp dụng luôn vậy đó. Tụng kinh sao, lễ Phật sao, người ta áp dụng vào cái thờ khóa tu, chỉ cần có một cái tivi bự bự. Cái tới giờ cộng tu chủ nhật này mà bây giờ nhiều nơi người ta áp dụng luôn đó. Cộng tu chủ nhật này cái người ta tập trung người về, cái người ta bật cái tivi lên, cái là ta lấy những buổi mà chủ nhật cộng tu này là người ta phát lên. Phát lên xong bắt đầu người ta nghe, xong bắt đầu là người ta lễ Phật, người ta phóng sanh này kia, người ta làm được hết trơn, cái thành một cái chương trình ngày chủ nhật cộng tu của ta luôn. Vậy mà ta thu hút người đông lắm đó quý vị. Nó còn ở ngoài Hà Nội người ta tập trung nhóm gì mà ta, người ta đưa cái thờ khóa tu, người ta áp dụng, người ta tu, vậy mà lợi ích rất là lớn. Nhưng Đức nói rằng là nơi nào mà đạo tràng niệm Phật xuất hiện là nơi đó chư Phật quan hỷ. Dù có kiếp nạn lớn cỡ nào ở nơi đó đi chăng nữa cũng nặng chuyển thành nhẹ nữa. Tại vì có công đức niệm Phật lớn dữ lắm quý vị. Có nghĩa là chúng ta không có thể nào mà lý giải nổi đâu. Chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Những Đức nói rằng đừng có nói là người học giả nào mà lý giải chứ. Khỏi đi. Quý vị mà thấy ai mà bài xích tịnh độ, quý vị nói thôi thôi cho ông ve đi. Được rồi, khỏi cần quan tâm tới ông. Tại vì sao? Pháp môn niệm Phật là chỉ có Phật cùng Phật hiểu tột cùng. Ông mà bài xích tịnh độ thôi thôi cho ông ve đi. Ông gan cùng mình ông mới dám bài xích tịnh độ. Tại vì sao? Pháp môn này chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Bồ Tát chưa thông hiểu hết mà ông dám hủy bán tịnh độ, ông dám lý luận kinh giáo để hủy bán tịnh độ là ông bỏ mạng chắc chắn. Ông đọ không có ngày ra. Đọ không có ngày ra luôn quý vị. Tại vì sao? Cái thờ mạo pháp này là cái thờ của pháp môn niệm Phật. Nên tổ sư nói rằng cái thờ mạo pháp này mà người mà chịu niệm Phật, mà chịu tin có Phật hiệu là quý vị tuy sanh trong thờ mạo pháp, nhưng quý vị đang sống trong chánh pháp. Vì mà quý vị dám bài xích tịnh độ thì người này quá gan rồi, gan cùng mình. Nó đọ không có ngày ra, quý vị biết không? Nó nghĩa là họ không có niệm Phật, họ không tu mà họ không biết được cái pháp môn tịnh độ này nó quá thù thắng. Quý vị coi, chính những đức càng tu càng để ý rõ ràng, hình như là mình có một cái nhân duyên gì để đi đến đây. Quý vị cứ nghĩ chỗ này, quý vị sẽ thấy ra liền gì đó. Đại lão hòa thượng chúng ta là mở trường Phật học, đệ tử của hòa thượng thì nhiều người học giả chứ, mà tại sao lại xuất hiện một vị tăng hoàng què này ở đây? Từ khi đi tu nó chưa từng bước đến trường Phật học dù một chút, mà lại nó xuất hiện ngay cái điểm của trường Phật học luôn, mà nó đến đây nó lại được đại lão hòa thượng cho nó hướng dẫn người ta niệm Phật nuôi người già. Tại vì bây giờ có kêu những đứa đi học, không lẽ bắt nguồn vào học thì sao? Phải chi mà những đứa học tới lớp 9, lớp 10 có thể kêu những đứa đi học được. Còn bây giờ những đứa học có lớp 2, lớp 3 với chữ không rành, quý vị kêu những đứa bắt nguồn vào đi học thì sao? Đúng là Phật sắp xếp ghê không? Bây giờ chịu thua, không có thể nào kêu mà đi học được cái gì chứ. Từ nơi đó mà đi đến đây bắt đầu là cứ niệm Phật, cho quý vị thấy rõ ràng luôn đó. Cái người nó không biết một cái gì, nó chỉ có niệm Phật thôi, vậy mà có thể dẫn dắt bao nhiêu con người, người ta niệm Phật và lập lên đạo tràng phát triển quá trời luôn. Vậy thì biết rõ ràng thờ mạt pháp này là thờ của pháp môn niệm Phật, đúng không? Rõ ràng rồi. Từ cái chỗ này quý vị chỉ cần nhìn nhận là biết, ô thì ra là thờ mạt pháp là thờ của pháp môn niệm Phật. 84,000 pháp môn của Đức Thế Tôn, chúng ta không phải là không học mà về cực lạc học. Muốn học về cực lạc học, còn ở đây không đủ thời gian để học. Chư tổ sư nói rằng nếu bây giờ mà nói lý giải về kinh giáo thì hết tất cả kinh giáo Đức Thế Tôn trong 49 năm thuyết giảng vì vậy học hết. Còn nếu mà nói về muốn một đời này thành tựu thì một câu Phật hiệu là đủ rồi. Đó, thấy chưa? Nên Ấn Tổ mà khi mà Ngài vào trong Liêu Thất hơn 30 năm, Ngài nhập thất, Ngài diệt đại tạng kinh, đúng là làm gương hết hoàn toàn. Bồ Tát đến thế gian này để làm gương, làm luôn. Nếu không làm ta nói mình là mình không làm mình nói. Bây giờ Ấn Tổ Ngài làm cho mình thấy luôn. Ấn Tổ những đọc sách Ngài, Ngài diệt đại tạng kinh thôi, Ngài thông hiểu hết.
từng câu từng chữ nào, cái gì không phải ngài tự điều chỉnh, ngài tự sắp xếp hết hoàn toàn trong kinh giáo này, ngài thấu triệt luôn quý vị. Vậy mà khi ngài diệt đại tạng kinh xong, ngài bước ra khỏi liêu thất nha, ngài nói một câu để lại cho đời. Ở trong đó để câu là Ấn Tổ bước ra khỏi liêu thất hơn 30 năm nhập thất thì bước ra, ngài nói là một câu để lại cho đời. Cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A Di Đà. Đó, vậy thấy không? Nên Ấn Tổ ngài biết rồi. Ngài biết rằng bây giờ quý vị có làm cao xa gì quý vị cũng không hiểu đâu. Không có làm được đâu, chỉ có đúng một câu Phật hiệu này chân thật mà niệm đi thì sẽ có kết quả à. Từ nơi đó mà bây giờ tất cả chúng ta quý vị coi nè. Cái căn tính của mình không lẽ mình không hiểu hả? Căn tính mình không hiểu hả? Tại sao những đức chia sẻ Phật pháp nửa tiếng, 15 phút, 5 phút, 10 phút, vì sao? Vì căn tính mình xem là biết rồi. Lúc trước nói chuyện, đầu tiên ngày Chủ nhật cộng tu nói chuyện hơn 2 tiếng, từ từ rút còn tiếng rưỡi, bây giờ còn tiếng, mai mốt còn 45 phút, từ từ còn nửa tiếng, mai mốt khỏi nói luôn. Thấy không? Nó rút rõ ràng không? Tại vì sao? Vì mình có nói nhiều, người ta có ngồi nghe, người ta cũng quên mất tiêu chứ. Không bằng chúng ta cô động lại một câu Phật hiệu chân thật, cứ khuyên nhau niệm Phật đi. Bệnh te tua cũng niệm Phật đi, bệnh le lử cũng niệm Phật đi. Bệnh sao mà le lử dữ vậy? Thở không nổi. Thở không nổi thì le lử lên để... niệm Phật đi, chân thật mà niệm đi, rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích của nó à. Ồ, cái lợi ích lớn dữ lắm. Khi quý vị bệnh đau rồi quý vị mới thấy rằng đúng là câu Phật hiệu này tuyệt. Chỉ có một câu Phật hiệu thôi mà có khi bệnh đau niệm không nổi đây, mà đừng có nói mà trì chú tụng kinh giờ đó mà cho mà trì chú tụng kinh à. Từ nơi đó rõ ràng 100% chúng ta có nắm chắc ngay câu Phật hiệu này đi rồi, cái lợi ích của cuộc đời mình đặc biệt lắm. Nhưng Đức nói cái người không có phước niệm Phật có phước đây, không có phước niệm Phật có phước nè. Ngày xưa trên kia Đại Đức Thích Giác Nhàn nói rằng một câu Phật hiệu chân thật mà niệm ăn tới già cũng không hết. Chân thật mà niệm sẽ lợi ích cực kỳ lớn. Hồi xưa những đức mới vô chùa nghe thầy giảng cái câu này mà ấn tượng nè. Đi tu mấy chục năm chờ đi học đầu này đầu kia, lúc nào đi học cũng ra trường sớm không? Học viết mà chán, vô học viết mà chán. Học viết rồi mà thấy rằng là nó không có một cái gì mà gọi là giải thoát gì chân chán. Rồi cứ ra trường cái bây giờ không biết có phương pháp nào tu đâu, cái tiếp tục đi kiếm học nữa cái giữa chừng cũng chán nữa, ra trường sớm hoài. Vậy mà cuối cùng đi tu 20 mấy năm mà đứng giữa ngã tư không biết đi về đâu. Vậy mà từ khi nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không mà gặp cuốn kinh Vô Lượng Thọ, vậy mà làm nên sự nghiệp của cuộc đời. Thấy không? Khi những đức đi tu, những đức nghe chỗ này, cái những đức nói tôi không có đi như ông 20 mấy năm được. Tôi không thể nào làm được điều này. Thôi vậy thì bắt tay vào thẳng luôn đi, bắt tay vào ngay câu Phật hiệu này chân thật làm luôn đi. Thì những đức đến chùa một cái là nghe một cái rồi là tiếp nhận tịnh độ luôn. Tới bây giờ hơn 13 năm là nắm một câu Phật hiệu và một phương pháp tu Iran tới bây giờ luôn. Có nghĩa là kiên nhẫn như vậy nghe quý vị. Chứ đừng bao giờ thay đổi nghe. Đừng bao giờ thay đổi. Đừng bao giờ nói chọn sau cái thời khóa tu hoài quen quá. Trời, quen vẫn ngon hơn lạ chứ. Lạ gì vậy? Lạ gì cho nó mệt? Nó sắp hoài chỉ cho nó cực. Cũng là mục tiêu niệm Phật thôi, thời khóa tu vậy, còn cả ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật là được rồi. Vậy là quá đặc biệt rồi. Nó rồi đem câu Phật hiệu này áp dụng trong cái cuộc sống của mình để mà mình sống hàng ngày cho nó đặc biệt. Những đức thấy cái người tu hành của chúng ta ấy, vì có những chỗ này chúng ta thấy mình thất bại nè. Những đức thấy ngày xưa những đức ở ngoài đời, những đức đi chơi với bạn bè, có khi ngoài đời thôi mà chơi với bạn mà có khi chơi với bạn mấy chục năm không à. Chơi với bạn bè là chơi mấy chục năm không à. Mà cái người tu hành của mình lạ nha. Có khi tu chung với nhau mà lúc mà cùng tu chung thì hợp vô cùng. Vậy mà chỉ cần mà không tu cái môn này nữa, cái là tự nhiên trở mặt nhau, không chơi nhau nữa. Nghìn bật nhau kịch liệt luôn quý vị. Sao kỹ chở? Phật pháp đều là tốt hết mà. Người ta hợp thì người ta tu môn này, người ta không hợp thì tu môn khác. Còn chúng ta bạn nhất là bạn chứ. Chúng ta vẫn chơi chung bình thường, có gì đâu, chuyện ai thì nấy tu thôi. Chứ nghịch nhau làm gì? Nên những đức thấy rằng là cái cuộc đời đi đến thế gian này,
Chúng ta có cái duyên gọi là quen biết nhau thì chúng ta cố gắng gầy dựng cái duyên, chứ đừng để mà chúng ta đi trở thành nghịch duyên làm gì. Đã nói là tạo phước báo nhân duyên mà đi nghịch với chúng sanh, vậy thì làm sao có phước báo nhân duyên quý vị? Nó nên rõ ràng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết ngày nói: biết việc ít phiền não ít, biết việc nhiều phiền não nhiều. Nên hàng Phật tử biết một câu A Di Đà Phật, rồi gặp người thầy nào hướng dẫn được chân thật mình tu, đừng có thăng quá nghe, cứ nhắc hoài câu này, đừng có đến với nhau thăng quá. Chơi với Phật tử với nhau đừng thăng quá. Khi đi đến đây hoài cái gặp nhau cái thăng thiết lắm nha, gặp nhau nói chuyện đồ chị khỏe không, trời ơi tuần trước không gặp nhau nhớ nhau ghê. Sao chị nhà sao, lúc này ông chồng sửa đổi được cái tốt chưa, này kia cái gì cũng chia sẻ, nói quá trời nói nghe. Thời gian bắt đầu là nó mà khi mà nghịch với nhau một cái rồi bắt đầu là nó phanh phôi tứ tung, chứ rồi nó trở thành hận thù kinh khủng, nó trở thành quá hận thù nhau. Thà bây giờ chúng ta chung chung thôi, cả nam nữ đi về chùa gặp nhau bạn đồng tu chung chung thôi, gặp nhau ai với Đà Phật, ai với Đà Phật được rồi, đừng có thăng nhiều quá nghe không, chung chung thôi. Vậy mà chơi hoài, chơi mấy chục năm, chơi cả đời, càng chơi càng thấm, còn hơn là vừa gặp nhau cái thăng quá trời thăng, thời gian bắt đầu là chở mặt nhau, không chở nhau nữa, đừng có nên như vậy. Nên những đức nói rằng giữa những đức với Phật tử cũng vậy, chung chung thôi. Cái đặc biệt của chúng ta là gặp nhau cái là ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, vậy thôi, khỏi cần dòng do tam quốc gì chứ nghe. Nên nó có nhiều Phật tử mà khi mà người ta nghe những đức từ xa đồ này kia đó, mà người ta đi đến chùa mình mà người ta xin ở tu luôn á, mà người ta vừa gặp mình cái người ta quỳ, người ta lại đồ này kia, rồi xong người ta nói này nói kia, con cảm ơn thầy, trời ô thầy là số một, thầy là Bồ Tát này kia. Những đức nói cái con người này là thế nào nó cũng trở mặt với mình, chắc chắn luôn người này là trở mặt với mình, chờ xem. Tại vì sao? Vì họ quá khứ là nó dồn lại cái ban đầu vừa gặp mà nó quá đội cao quá. Mà cái nguyên lý của nó, cái gì mà đội cao là nó té chắc chắn luôn á. Cái người mà vừa nói câu gì vậy đó, nói cái bà này có thể mình không nhận thường trụ, không nhận thường trụ cái bà này. Tại vì sao? Vì nhận bà này thường trụ là thế nào bà này cũng đi ra khỏi chùa. Thà cho bà cộng tu đi, rồi thời gian cho bà về nhà, rồi tiếp tục bà cứ mê hoài ở nhà, bà lo bà niệm Phật bà tu. Vậy mà bà thành công, còn hơn là bà vừa gặp mình mà bà đắm đuối kiểu này, thời gian là bà chơi mình không nói chứ. Chắc chắn luôn, cái này là cái kinh nghiệm trong cuộc đời tu. Kinh nghiệm vừa gặp một cái mà nó quá ngưỡng mộ, quá ngưỡng mộ là mình nói lui lại liền, mình lui lại liền đi. Tại cái dạng ngưỡng mộ này là cái dạng thế nào cũng đụng độ nhau à. Nó giống như đi vô chùa mà gọi là giống như là cái ban đầu mà cái gì cũng quá thăng, với thêm cái này đi vô chùa mà thăng với người thường trụ trong chùa đồ á, thăng quá trời, gặp ai cũng thăng á chứ nghe, gặp ai cũng thăng chơi chung thăng quá trời thăng nghe. Coi chừng đó, đừng có nói ngon, coi chừng đó, coi chừng một thời gian đó là có chuyện xảy ra là tiêu á chứ không phải giỡn đâu quý vị. Đây là kinh nghiệm nhiều người vô chùa tôi để ý. Nó cái quan trọng quý vị là vô chùa cứ thà lão thật niệm Phật đi, còn cái gì làm được việc cho tam bảo thì im cứ làm đi, rồi là xong vậy thôi. Chứ còn khi mà gặp mà thầy cũng kêu cũng lên hỏi han mấy này kia, một hai chuyện nhờ gì mình làm được mình làm, còn nếu không không có qua lại thăng thiết quá. Cả cái việc mà quý vị nhớ nha, đi đến chùa mà cúng dường cho quý thầy cũng không được cúng dường trực tiếp thăng quá, đừng nên. Đây là bài học kinh nghiệm này chợ, đừng có cúng dường mà thăng quá. Khi cúng dường mà thăng quá thì bắt đầu là người ta khen mình trước mặt công chúng. Khi người ta khen mình trước mặt công chúng rồi thì lúc đó đó nghe, có khi mình dính vào cái lời khen, mà mình đã được người ta khen rồi mình dính cái nợ bị khen. Mà khi mình dính cái nợ bị khen rồi là mai mốt họ sẽ hỏi mình khó từ chối lắm. Dính vào cái nợ bị khen người ta hỏi mình, ví dụ như cần cái gì cái nói con thầy đang cần cái đó vậy, dạ, để con phụ trợ thầy. Bắt đầu lần sau cái thấy ngon tiếp tục hỏi nữa, cứ hỏi nữa, hỏi từ từ bắt đầu là mình bị miễn cưỡng mà cúng. Khi miễn cưỡng cúng rồi bắt đầu là mình mới đi rêu rao. Khi miễn cưỡng cúng rồi đó, lúc đầu là tâm nó tức nên mà bị miễn cưỡng cúng, lúc đó bắt đầu nó đi rêu rao là ông thầy đó mà như vậy, gặp hỏi tiền như vậy, cứ hỏi hoài, tuy cúng nhưng mà đi rêu rao thì không bằng quý vị lo niệm Phật và không cúng. Cho vị biết đó, kinh nghiệm nghe, đây là tất cả những gì
những đức ở trong Phật pháp, những đức nói thật thà sẽ bị nghe hết trơn rồi đó. Tại những đức cũng không phải chi cầu chỗ này. Tuy là chùa chiền đang xây dựng vậy, nhưng mà những đức tin vào nhân quả chứ. Chỉ nói cái nguyên lý của cái tốt đẹp để xây lên như vậy lợi ích cho người ta thôi. Còn ngoài ra đối với những đức là nó không có cái quan trọng nặng nề cái chuyện đó. Mà cái quan trọng là mình hướng dẫn người ta chân thật cho người ta tu được quý vị. Chứ không có quan trọng cái chuyện là mình muốn làm một cái chuyện đó rồi mình bất chấp. Sao kệ người ta, miễn mình làm được cái chuyện của mình thôi. Không có quý vị. Những đức không bao giờ như vậy đâu. Thêm cái nữa, những đức đâu có quan niệm gì chùa cao Phật lớn đâu. Nó thật lòng á. Tại vì có duyên những đức làm vậy thôi, chứ những đức không có quan niệm gì chùa cao Phật lớn đâu. Những đức biết cái vai trò chủ trì nó phiền phức cho mình, khó giảng sanh lắm. Tuy là thấy thì cái hình thức á, thì mình ào ào mình nuôi chúng, rồi mình nuôi người già, cho nuôi gì đó. Có chừng không giảng sanh đó, chừng dẫn chơi đó. Cái giảng sanh là ngay cái niệm Phật tâm an lạc kìa. Chứ đâu phải là nuôi người ào niệm Phật mà bản thân mình phiền não. Đừng có nói mà làm chuyện lớn lao trong cuộc đời mà nói là cái đó là ghê gớm nghe, chưa chắc đâu quý vị. Quý vị biết thường là những vị lớn là phần nhiều những vị không giảng sanh không đó. Những người giảng sanh toàn là những người mà ít ai biết tới không. Những người ít ai biết tới là những người dễ giảng sanh. Còn những người mà thường nhiều người biết tới là những người này không giảng sanh không đó. Thì trong cái thời cuộc này giảng sanh là những hạng tầm thường không à. Còn những người mà cho rằng là phi thường là thường không có giảng sanh đâu. Thế bị biết dính tiền bạc hết trơn à. Dính danh lợi hết trơn. Xây là một ngôi chùa khó buông lắm. Khó thế nào buông ngôi chùa lắm. Vì cực quá. Những đức đã thấy nhiều người này xây xong chùa đi chết kìa. Xây xong chùa đi chết. Thì biết nguyên một khoảng thời gian đi xây chùa là toàn đi quyên góp cực quá. Cực quá trời cực, khi gom góp xây xong ngôi chùa thì hết sạch năng lượng rồi. Đâu có tu hành gì đâu. Mỗi ngày tâm trí hoàn toàn là xây chùa, không đi quyên góp đầu này đi xin đầu kia. Hồi gấp trước có một vị thầy mà trên Đà Lạt, những đức biết kìa, xây một ngôi chùa mà trời, cuối cùng ông đi làm hồ, đi qua nước ngoài đi làm hồ, chở Việt Nam bị xe đụng cái tai biến nằm chỗ luôn, chùa xây cũng chưa xong luôn. Thì thấy đáng sợ chưa. Nên mục tiêu chúng ta nghe đạo, mục tiêu của mình là cái gì quý vị, là giải thoát. Tại vì cuộc đời này nó quá khổ, nếu mình không giải thoát được đời này vậy thì quý vị làm việc lớn lao gì mà quan trọng. Quý vị thấy bây giờ chúng ta cũng biết Phật pháp thời gian lâu, quý vị đi chỗ này chỗ kia, quý vị biết người này người kia, bao nhiêu chương trình quý vị thấy rõ ràng không? Thôi quý vị vô chương trình, quý vị ngồi, quý vị đứng mà viết mà muốn gụng chân luôn á. Nó bao nhiêu cái hình thức nó nằm bên trong, mà khi mà mình vô cái chương trình đó rồi, mình bước ra mình không biết sử dụng sao nữa. Không sử dụng sao được chứ á. Nên tới đời những đức gì sao, những đức nói rằng là đem pháp môn niệm Phật này áp dụng vào cuộc sống đời thường. Tại vì nếu mà không đem Phật pháp áp dụng vào cuộc sống đời thường, vậy làm sao mà quý vị thấy Phật pháp này lợi ích. Nên những đức nói rằng Phật pháp này lợi ích là do gì, đem Phật pháp áp dụng vào cuộc sống đời thường. Còn người ta thì đi nguyên văn của văn tự kinh giáo, người ta không áp dụng vào đời thường. Cuối cùng dù người ta làm có bao nhiêu chương trình đi chăng nữa, nhưng mà không áp dụng vào cái cuộc sống đời thường thì làm sao quý vị có thể đem Phật pháp đó để áp dụng vào gia đình mình mà mình có kết quả. Nên Phật pháp là đi giúp cho chúng ta sửa đổi lỗi lầm. Bây giờ phải áp dụng vào đời thường thôi. Cái gì làm phải làm sao mà người xuất gia mình làm được, cư sĩ làm được. Đó mới là Phật pháp tuyệt vời. Chánh tông Phật pháp là mình làm được, chúng sanh làm được, Đức Phật làm được, đệ tử Đức Phật làm được. Chứ không phải là Phật pháp mà chỉ có ông thầy làm được, cư sĩ không làm được. Không có cái lý đó. Nếu có cái lý đó thì có độc quyền sao. Quý vị coi có nhiều người ngoài thế gian người ta không tu đi, người ta có một liều thuốc gì gia truyền đi là người ta giấu. Giống như có một số nơi mà người ta đổ bánh xèo chuyên nghiệp với quý vị, mà đến nỗi mà cái nơi đổ bánh xèo, mà cái nơi pha bột của người ta đó, xin thưa quý vị, không bao giờ có một người nào dám bước chân vào đó được. Cái nơi pha bột không bao giờ cho quý vị vào. Nó có cái độc quyền gì sao, vì không có tu. Họ không có tu nên họ muốn giữ cái độc quyền này để họ kiếm tiền lâu dài. Nhưng họ không hiểu được rằng con người kiếm tiền được lâu dài là do có phước. Nếu như mình có một cái tâm ích kỷ như vậy thì mình xài phước đến một ngày nào hết thì cũng sạt nghiệp mà. Chứ nó không phải tồn tại đâu. Nên Phật pháp á, nó không có cái độc quyền. Mà Phật pháp á, là đem bản quyền chia sẻ rộng. Chứ không có cái độc quyền là chỉ là cá nhân mình, không có đâu. Nên Phật pháp làm sao mà quý vị sử dụng Phật pháp, mà đem Phật pháp áp dụng vào chỗ nào và bất cứ con người nào cũng áp dụng được hết luôn. Cũng như những đức bây giờ đi học Phật pháp 13 năm. Thì những đức nói một buổi này thôi quý vị, vừa nghe bữa nay quý vị cũng có thể nắm được 13 năm những đức đi tu nữa.
Tại vì sao? Vì 13 năm những đức đi tu chỉ có một câu Phật hiệu, nó không có thêm bất cứ một cái gì nữa cả. Vậy thì bây giờ 13 năm này nhưng những đức đi niệm Phật, quý vị nghe một buổi nay nè, mà chịu tiếp nhận thì quý vị cũng như nắm được 13 năm. Thấy chưa? Gọn hơn luôn. Nên 13 năm nay những đức giải quyết vấn đề trong ngôi Tam Bảo mà những đức không biết gì, chỉ có đem một câu Phật hiệu ra áp dụng không à. Vậy mà nó lợi ích như vậy đó. Như bên đây chùa hơn mấy trăm người, bên kia mấy trăm người bên. Vậy mà chỉ có một câu Phật hiệu, ngày nào cũng là bốn thờ tu. Ở đây giờ tu sao thì bên kia thờ tu vậy. Có nghĩa là ở đâu giờ tu sao thì bên kia giờ tu vậy. Những đức có lập thêm bao nhiêu đạo tràng nữa đi chăng nữa, thì ở đây tu sao thì giờ khác mấy cái chỗ khác tu vậy. Bây giờ những đức chia sẻ thêm 14 buổi nội quy mà những đức có thể nắm rõ hết tất cả những cái việc trong ngôi Tam Bảo luôn. Những đức chia sẻ ra 14 buổi, bắt đầu từ sáng thứ hai, bắt đầu là giờ ăn cơm là họ bật lên họ nghe, là từ đó họ nghe qua 14 buổi thì họ quay lại cái buổi đầu. Thì những đức nói 14 buổi này thì bất cứ ngôi chùa nào cũng nghe được hết luôn, không phải riêng chùa mình không, mà là bất cứ ngôi chùa nào cũng áp dụng được, trừ những cái ngôi chùa mà không niệm Phật, có thể người ta không bao giờ chịu nghe. Từ nơi đó có nghĩa là cái cách đó, áp dụng mà ở trong đạo tràng và tất cả gia đình con người ai cũng có thể được lợi ích hết. Nên quý vị nhớ rằng cái pháp môn niệm Phật này hay dữ lắm. Chỉ cần mỗi một con người chúng ta chịu tiếp nhận trong cái thời mạt pháp này, cái sự thành tựu của chúng ta là ngay có Phật hiệu này nè, và cái sự mà sanh phước duyên và tạo ra sự nghiệp của cuộc đời của mình cũng ngay có Phật hiệu này nè. Một người cư sĩ bình thường thôi chịu chân thật mà niệm Phật đi, niệm 5-10 năm sau quý vị sẽ thấy cái lợi ích của quý vị niệm Phật. Không phải là người bình thường nữa, lạ lắm. Tự nhiên có nhiều việc quý vị sẽ tự nhiên biết rất là nhiều việc luôn. Lạ lắm, tự nhiên niệm câu Phật hiệu này từ từ rồi tự nhiên biết. Mà biết rồi quý vị cũng không muốn biết luôn nữa. Quý vị chỉ muốn niệm Phật thôi à. Tại vì sao? Vì nó cô động lại thành một câu Phật hiệu, nó lợi ích quá lớn. Nên quý vị không muốn biết thêm cái gì nữa hết. Quý vị chỉ muốn niệm Phật, mà càng niệm thì càng biết, mà biết cũng không muốn biết luôn. Vì sao? Trở thành người chuyên nhất niệm Phật. Nó thí dụ như trong thời cuộc này quý vị coi, bệnh tình bây giờ nó nổi lên dãy đầy, đúng không? Mà nhất là cái bệnh ho. Cái bệnh ho này bây giờ, giờ sốt này nó nổi đầy lên chứ, quý vị thấy không? Con người ta thì sống trong cái đó hết trơn rồi còn gì nữa. Mà cái người tu mình đặc biệt là cái nội tâm mình nó nhẹ nhàng nè. Còn cái người không biết tu người ta toàn là người ta nói lay không á. Chứ người ta đâu có biết rằng cái bầu không khí chúng ta đang hít thở đây là nó đầy hết chứ ơi. Còn mắt thường chúng ta không thấy. Quý vị biết rằng buổi sáng mà mặt trời vừa mọc mà cái ánh mặt trời mà nó gọi xuyên qua cửa sổ, quý vị nhìn khi mà ở trong cái ánh nắng đó, quý vị thấy cái bụi bặm và đủ thứ chắc nó bay ở trong đó, quý vị thấy cỡ nào chưa? Thì cái sự hít thở của mình cỡ nào quý vị biết không? Trời ơi, bây giờ là nó ô nhiễm không khí rồi còn cái gì nữa. Nó ô nhiễm không khí này nó xuyên qua cái nghiệp quả chúng sanh tạo, nó ô nhiễm đến mức mà không tưởng tượng được rồi còn gì nữa quý vị. Mà bây giờ mình đang mang cái thân tứ đại này mà. Cái thân tứ đại này là cái thân đất nước gió lửa mà nó ô nhiễm hết trơn rồi, quý vị không bệnh sao được đây. Rồi bây giờ mình đi vô chùa mình còn thấy cái hoàn cảnh nó rộng rãi bình an cho mình, quý vị ngoài đời thì coi xe cộ ồn náo, con người nó ô nhiễm đến mức không tưởng tượng được rồi. Và đạo đức con người nó suy thoái đến mức mà tột cùng rồi còn gì. Nếu như mình mà không gặp Phật pháp thì cuộc đời chúng ta đi đến thế gian này xong đi đọa địa ngục à. Tại mình phải lao theo chứ sao, có biết đủ đâu. Nên bây giờ bệnh tình là dãy đầy, không biết chừng nào mà chúng ta ngừng cái việc mà gọi là nói là dịch bệnh này nữa. Nhưng mà đến cái cõi này giờ không dịch bệnh thì cũng bệnh khác à. Nó không bệnh này nó nói bệnh kia à. Nó, nên chúng ta tập làm sao mà mình sống quen trong bệnh đi. Sống quen trong bệnh đi. Như Như Đức nói chuyện chút là ngừng cổ Như Đức gắt gắt rồi đó. Đúng là cái tông Như Đức ngày xưa nói chuyện cái tiếng Như Đức nó ghê lắm. Nhưng mà bây hổm giờ Như Đức bệnh cái tiếng Như Đức cái âm á, nó bị cái ngay cổ họng nó chặn lại. Nó không có nói như ngày xưa mà ào mạnh vậy, mà gió thổi một chút là tự nhiên cổ bị muốn bị viêm liền đó quý vị. Là cái tiếng nói phải nói trầm nói nhẹ là gì mới nói được đó. Chứ ngày xưa nó nói điệu cao, giọng cao, nó ầm nói thấy ghê chưa. Nó vậy nhưng mà bữa lại Quan Âm là làm tới được á.
Tại vì sao? Vì đứng ngồi nó làm cho mình nó có cái sức để mà mình phát âm á. Còn nó ngồi gì luôn mà cái cổ nó nhột là mình nếu mà mình tông theo nó đó nghe, là tức khắc nó ho liền. Nó ngứa cổ rồi nè, ngứa cổ rồi, thấy không? Nó mình thấy rõ ràng đó là trong cái thời cuộc này, thời cuộc bệnh hoạn mà. Nó bây giờ mình là người nghe đạo rồi, chúng ta khỏi cần quan điểm ai là cái gì chứ. Tại vì sao? Bản thân của mình nữa nè. Chứ đừng có nói mà mình nói ai cái gì chả. Bây giờ bệnh tình là nó đầy rồi. Nên năm nay Nhân Đức mới tổ chức lại 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân Đức nói với quý vị là đây là hy hữu khó gặp cơ hội này đó. Chắc chắn 100% quý vị khó gặp đó. Từ xưa giờ quý vị biết Phật Pháp, quý vị có bao giờ thấy ai lại 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày không? Có không? Có ai thấy không? Đưa tay anh coi. Nghĩa là đây là cơ hội hy hữu đó, chân thật phát tâm đi. Đừng có nói sợ lại không nổi quá. Gì không nổi? Chưa lại mà nhát hết nè. Trời ơi. Con người mình phải dám làm những việc người khác không làm chứ. Khi làm là phải tự tin mình làm được. Sợ là sợ những đức thôi chứ quý vị sợ gì? Quý vị lễ một chút không nổi thì ngồi xuống đó chắp tay xá xá, còn những đức sao ngồi đây? Từ khi lặt màn thôi, từ khi mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm âm. Ôi trời ơi, sao thì Đức vừa lại xong nghe thấy âm mà chào sao im re vậy quê bà Phật tử? Ủa sao im re vậy trời? Chú sao tôi nghe thầy niệm cái sao thầy đã bắt tiêu rồi chú? Thầy lặt màn cô ơi. Đang lấy chanh dầu đồ sức cho ổng hết vậy. Chút xíu đều đứng lên nữa nghe. Vậy đó, những đức mà đuối thôi chứ quý vị thì lễ thì bình thường thôi. Người ta sướng xong rồi mình thì chỉ có trách nhiệm mình Quang thì âm Bồ Tát. Nghe giờ đúng không? Phé re. Còn những đức ở trên kìa, ở trên mới sung gà tre kìa. Yếu là anh. Ồ đang lại mà chút cái anh chạy lên đỡ lên, cứ đứng lên xiển niệm lại chút cái anh. Năm nay ông Nhân Đức sao yếu quá, sao té anh ra đạp kỳ cục quá trời. Mình chơi tới bờ tới bến thiệt. Không cái gì chứ nói gì cái chuyện tu Nhân Đức hứng lắm quý vị. Nói gì đến tu là hứng lắm. Tại vì sao? Vì mình phải dùng cái thân giả này để mà mình áp dụng mình tu chứ. Cái thân này một ngày nào nó cũng bỏ mình, bây giờ mình không tu ủ quá. Hiểu không? Nó bởi vì cái chuyến này mà quý vị rủ được ai, rủ hết đi. Có nhiều phái đoàn người ta thuê xe, người ta trả tiền hết luôn, người ta rước từ ở chỗ nào là người ta đưa lịch lên trên đó, đi rước miễn phí luôn á, đi lại Quan Âm thôi khỏi trả tiền xe, nhiều phái đoàn làm đó. Nên cái chiếc này mà tập trung về mà lại 3 ngày này lỗ mèo luôn. Nên bây giờ mình nằm ngủ ở đâu đây, kệ có 3 ngày mà gốc cây gốc cột gì cũng được, cái gì đâu sợ, thấy không? Nó nên cái quan trọng là ông thầy ông dám tổ chức thì mình dám lại chứ gì đâu mà sợ. Nó nên quý vị biết rằng là 3 ngày là chúng ta cộng tu xứng đáng nha. Bắt đầu từ bữa 17 chúng ta thấy mà ổn là sáng 17 là chúng ta như cộng tu chủ nhật luôn á. Vậy nè, tu nhẹ thôi, làm cái lễ phóng sanh. Chưa tiếp tục những đức lên luôn, lên đài luôn, lên tiếp tục nữa, chia sẻ Phật Pháp xong cúng thí thực, lễ Phật chút rồi cúng thí thực phóng sanh, thấy không? Tối lại ngày 17 một cái là gì? 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ra trận rồi đó nghe, là bữa khai mạc đó nghe. Khai mạc đó ngày 17 đó nghe. Rồi bắt đầu là sáng tiếp tục chúng ta tu chia sẻ Phật Pháp. Tu nhẹ tới vì yên tâm đi, vì những đứa cũng dưỡng sức mà đừng có sợ bắt tu nhiều. Những đứa càng theo tới cùng mà đâu phải là những đứa gọi bị tu, những đứa không phải như người ta mà kiểu mà nói tu đi con, tu nhiều tốt con để thầy đi nghỉ. Không có đâu. Ai mà chơi kỳ cục đi làm người ai làm thế. Đúng không? Đúng không? Trời ơi, tôi mới chơi vậy đâu, tôi mà rủ người ta về tu là tôi chơi thiệt á. Tôi chơi tới bờ tới bến đi theo luôn á. Nói, chơi tới bến Ninh Kiều luôn á. Nói giỡn. Thấy không? Rồi bắt đầu là sáng 18 bắt đầu là chúng ta tiếp tục.
Nó tu xong thời nhẹ nhẹ chia sẻ Phật pháp rồi tiếp tục ra phóng sanh nữa. Phóng sanh tiếp tục, phóng sanh xong là ngày 18 là ngày Chủ nhật đó nghe. Nó bắt đầu là giờ này là y gan cộng tu Chủ nhật luôn. Xong tiếp tục phóng sanh. Rồi chiều tiếp tục phóng sanh cũng đi thực. Giảng pháp xong phóng sanh cũng đi thực nữa. Tối tiếp tục qua bên kia. Đại Tùng Lâm lại thêm năm trong danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ngay nhà to đúng không? Nhà to xong rồi bên kia thì chỗ động thênh thang. Những đứa kiếm chỗ bên kia cho vị ngủ, bên kia nó rộng dữ lắm. Đại Tùng Lâm á, để mình có chỗ mình nằm mình ngủ, bây giờ mình tu cho nó ngon chứ, ngủ một đêm nó khỏe. Hiểu không? Còn đây thì ai nằm đâu được thì nằm, những đứa sẽ cố gắng sắp xếp cho. Rồi bắt đầu là xa 18 ngày Chủ nhật lại xong bên đó, bắt đầu là sáng 19 chúng ta tiếp tục bên đây tu nữa nè. Tu rồi phóng sanh nữa nè. Không? Rồi tiếp tục giờ này cũng y gang cộng tu Chủ nhật nữa. 19 nghe là thứ hai đó nghe. Rồi là cứ tăng tiếp tục như vậy, tối lại ngày 19 là ngay chỗ này. Lại thêm 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nữa. Quyết định cuối cùng sống còn cái chặng ngay ngày 19. Không? Lên lịch ghê chưa? Đó. Lên lịch 3 ngày á. Chứ không phải chị sướng lại không có buổi chiều không đâu. Mà là một ngày còn 3-4 tăng. Tính ra 3 ngày đó là thành 14, 12 buổi có những đức á. 12 buổi liên tục á. Coi cần cổ, coi lúc đó mày ngứa hả? Ngứa hả? Không còn có thằng ngứa nào mà dám bám nổi luôn. Thì hôm như đức nói với mấy cô, những đức nói bị hổm như bị ho. Những đức ngồi á, những đức nói chuyện với dịch ho. Những đức nói dịch ho ơi, chúng ta là bạn bè mà dịch ho sao cứ quấy rầy hoài, dịch ho chui vô bụng tôi làm chi vậy, chui ra đi. Những đứa hả miệng đây nè bay ra đi. Xong cái những đứa uống miếng nước, những đứa nói dịch ho ơi uống nước nghe. Không mà tự nhiên cái cảm giác nó thoải mái vô cùng chợ. Dù bệnh đau mà cảm giác nó tự nhiên nó thoải mái, nó không có ảnh hưởng gì chứ quý vị coi. Ngày nào như thế cũng chia sẻ một pháp mấy buổi luôn mà. Có mấy buổi trước nó bị tắt tiếng. Nó không phải tắt luôn nhưng mà cái tiếng nó giống mịch BD vậy đó. Tự nhiên tiếng chuyển BD à. Tự nhiên lên cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó chào sổ cái tiếng xong nó kỳ cục cái chợ. Tự nhiên nó chuyển chứ sao tiếng thành tiếng BD kỳ cục ghê thì cái này. Kính chào quý Phật tử đó cho ngồi. Cuối cùng thì nó nói mày cái tiếng vậy đúng không, tôi dễ vớt thêm 2 buổi nữa. Ngày đó vớt 4 buổi luôn. Cuối cùng vớt 4 buổi xong nó trở lại tiếng bình thường gì. Bữa nay cái tiếng này cũng chưa phải quá bình thường đâu nghe. Tiếng như Đức mà bình thường là thôi nó hét cái vị lộn mèo luôn á. Cái tiếng này chắc chỉ mới có đạt có 80% công lực. Nó còn 20% bị dướng lại nè. Chưa, ngạt ngạt cổ thấy chưa? Giỡn đâu. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cái cuộc đời này quý vị, tại sao mà ngày nào chúng ta cũng phiên nhau về cực lạc? Vì mang cái thân này là khổ mà không về cực lạc sao mà được. Trời ơi, mới có từng tuổi này thôi chúng ta bệnh đau le rai rồi. Bây giờ mai mốt càng ngày càng già. Con người mà nó đi đến cái chuyện si già bệnh tật này nó khổ đau cỡ nào quý vị. Nó nên dù cho là vàng bạc đầy nhà, không ai tránh khỏi sanh già bệnh tật mà. Chỉ có đường tắt thoát ly chuyên tâm niệm A Di Đà Phật. Nó có nghĩa là mình muốn đời này giải thoát là phải chuyên tâm niệm một câu A Di Đà Phật. Nhất là nhìn cái thân này khổ đau mà mình mới nhìn ra được là cái danh lợi cuộc đời này giả tạm quý vị. Nó nên những đức thích nhất là kết duyên với tất cả những người niệm Phật. Còn cái chuyện chùa cao Phật lớn, cái chuyện này tùy duyên đi. Mình đừng có đặt vấn đề tại sao những đức cứ thường nhắc chỗ này quý vị. Vì sợ sau này tranh đấu gì chuyện chùa cao Phật lớn là mất phần giảng sanh chợ. Cái chuyện giảng sanh của cuộc đời là quan trọng nhất, thấy không? Bây giờ phương pháp tu cái gì cũng đưa ra rõ ràng chân, đúng quý vị? Phương pháp tu đưa rõ chân luôn, chỉ rõ ràng. Còn những bài pháp ngắn thì sao quý vị có thấy những đức tính chưa? Pháp ngắn khúc 5 phút 10 phút những đức nói đoạn đó, những đức nói sẵn hết rồi đó. Tất cả cái gì quý vị chỉ chịu nghe là quý vị sẽ hiểu hết trơn. Vì Phật pháp làm sao hết trơn rồi đó. Từ nơi đó quý vị không chịu áp dụng lo tu thì gán mà chịu. Những đức thấy cái thời cuộc này thôi khỏi đi tìm Phật pháp nữa, gặp ngay niệm Phật là niệm đi, không có nữa đâu.
Chứ vị biết đó, 100%. Quý vị càng đi tìm thì quý vị càng sai, khỏi cần đi tìm nữa. Cứ ở nơi đào đi, sẽ có nước à. Đừng có đào có mấy len mấy xuống cái chạy đi tìm chỗ khác đào. Đào cả đời mà không có miếng nước nữa, còn thua cái người kiên nhẫn đào một chỗ nữa. Đào lâu tự có nước. Phật pháp là cái gì? Là hành trì. Chân thật mà hành trì đi sẽ thấy ra rõ ràng hết trơn à. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đệ tử Đại Bi A Di Đà Phật, liên tọa tác đại chứng minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại Thô Đình Hộ Pháp, phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật, nghe pháp và chúng ta cúng lễ thực và phóng sanh. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và cho toàn thể đại chúng. Nguyện cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, đều phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong đồng bào thử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề Tâm, niệm A Di Đà Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngã kim tế như cung, thử thập biến thập phương nhất tiết Phật thử cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật từ giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ tịnh chung ngã kim ti dự cung, thập phương nhất tiết hộ tình cầu. Nguyện dị thử công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng dự hổ tình giai cộng thành Phật đạo, như đắng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cầu. Nguyện dị thử công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an mục lục lăng ta bà ha, an mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà bà biệt nhất ra hà, an ngã ngã nắng tam bà biệt nhất ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà phá biệt nhất ra gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi,
thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Đại bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Chúng ta hôm nay vừa cộng tu và cúng tế thực xong, chúng ta làm lễ phóng sanh. Tất cả những con chim này chúng ta chuẩn bị thả nó đi, mang thân làm súc sanh này cũng từ nơi cái nghiệp duyên tham sân si nặng nề. Mỗi một con người chúng ta được thân người là từ giữ năm giới, nên cái giới đầu tiên Phật nêu lên là cấm sát sanh. Vì tất cả chúng sanh đều thương nhất là thân mạng, chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Nên là chúng ta mà giết chúng sanh đó là tội nặng nhất, mà chúng ta thả chúng sanh đó là phước báo lớn nhất. Nên nếu như một con người mà cái tâm tham lam nặng nề là nhân, mà đến khi cuối cuộc đời vẫn là cái tâm tham chấp nặng nề từ nhà cửa con cháu, nặng nề mà chấp nhất tham chấp như vậy, thì cái nhân đó nó sẽ đẩy mình vào cái quả báo là ở trong loài ngạ quỷ. Nếu như một con người săn hận, cọc cằn, thô lỗ là nhân, mà nếu như đến khi cuối cuộc đời con người mình khi bệnh đau mà quý vị thấy những người khó chịu, săn si khi người ta nuôi họ mà họ còn bực bội câu có này kia, thì cái quả báo của họ khi vừa chết đi là đọa thẳng vào trong cái cảnh giới của địa ngục rất là khổ đau. Còn nếu như con người không biết chánh tà, ngu si, không lo tu hành, tu nhân tích đức, không hiếu thảo với cha mẹ, không hòa thuận với anh em, mà con người này thường là bất hòa với anh em, mà có khi còn giành giật của cải với anh em, đó là cái tội ngu si. Tội ngu si này là nhân, mà chiêu cảm quả báo là loài súc sanh. Nên từ nơi con người chúng ta đọa trong tam độ ác đạo là chính mình đã gieo nhân mà gặt quả. Nên mình khi nghe Phật Pháp rồi tự nhiên mình chuyển hóa những cái nhân xấu, mình tu nhân cái nhân tốt thì mình sẽ hưởng được quả báo tốt. Nên hôm nay tất cả những con chim này cũng được cái nhân duyên, được tất cả hàng Phật tử bỏ tịnh tài ra mua ở trong ngôi Tam Bảo này, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và nghe được pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật chỉ cần một chúng sanh nào được nghe mà chịu niệm A Di Đà Phật và phát nguyện muốn về, thì bất cứ một chúng sanh nào chỉ cần nghe danh hiệu Phật mà chịu niệm muốn về, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nên hôm nay được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ở trong ngôi Tam Bảo. Khi được thả ra thì ở trong ngôi Tam Bảo, như xung quanh chùa mình chim rất là nhiều, khi mình thả đi nó đều ở đây không à. Buổi chiều cái nó bay đầy trên cành cây hết. Thì những con chim này khi được thả ra ở trong chùa không ai bắt mình hết, mà mỗi ngày đều được nghe câu Phật hiệu. Cái phước khi nghe câu Phật hiệu rất là lớn. Khi xả thân này thì chuyển cái thân súc sanh có thân người tiếp tục niệm Phật, hoặc là phát nguyện sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chấm dứt sự khổ đau. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời quý vị xuống dưới chai đường, chúng ta dùng cơm. Chúc quý vị an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.